Hoạt động của Hội đồng Nhân dân vẫn còn một số tồn tại hạn chế, trong đó hiệu quả công tác giám sát chưa cao, giám sát chuyên đề, tái giám sát còn ít. Còn để xảy ra sai phạm trong quản lý ngân sách nhà nước, tài sản công, đầu tư công chưa đáp ứng được yêu cầu kỳ vọng của nhân dân. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh nội dung này khi phát biểu bế mạc hội nghị tổng kết tình hình tổ chức hoạt động năm 2021 và triển khai công tác năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc diễn ra trong sáng nay. Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, còn để xảy ra sai phạm trong quản lý ngân sách nhà nước, tài sản công, đầu tư công, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, trong việc huy động quản lý và sử dụng các nguồn lực cho công tác phòng chống dịch COVID-19, trong việc mua sắm, đấu thầu thuốc, thiết bị y tế, điển hình là sai phạm có liên quan đến vụ án tại công ty Việt Á. Quốc hội đã cho phép là mua đặc thù đặc cách rồi. Luật đấu thầu rồi cũng đã quy định rồi, mà nghị quyết 30 đã nói rất rõ rồi. Chính phủ cũng quy định rất cụ thể rồi. Nhưng có những địa phương là không mua được, không dám mua. Và ngược lại thì một số địa phương, không ít địa phương thì mua thì có sai phạm. Sai phạm bây giờ công chí thấy là phát hiện qua cái điều tra rồi công tác của các cơ quan chức năng, chứ còn thì vai trò giám sát tại chỗ của Hội đồng Nhân dân chúng ta thấy là qua cái chỗ này chúng ta cũng phải có cái rà soát lại, rồi cũng phải có cái rút cái kinh nghiệm cụ thể. Những việc như vậy tại sao chúng ta không biết được? Mình là cơ quan dân sự, giám sát thường xuyên ở dưới. Thì đấy là cái điều mà chúng tôi thấy là phải suy nghĩ. Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố sớm ban hành nghị quyết để tổ chức thực hiện và giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội, tài chính, ngân sách, đầu tư công năm 2022, các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là chương trình phòng chống dịch COVID-19 giai đoạn 2022-2023, theo phương châm thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch và chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, các giải pháp tài chính tiền tệ trong 2 năm 2022-2023, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2022. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, kiểm soát dịch bệnh, trong đó có việc mở cửa lại trường học để học sinh các bậc học trên toàn quốc được đi học trực tiếp. Việc này cần được chỉ đạo thống nhất chi tiết xuyên suốt trên toàn quốc. Đây cũng là những nội dung chính tại thông báo của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại các cuộc họp trực tuyến toàn quốc về tình hình mở cửa trường học của các địa phương. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương xây dựng kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, ban hành hướng dẫn việc xét nghiệm cách ly đối với trẻ em học sinh, đảm bảo phù hợp khoa học, hướng dẫn theo dõi sức khỏe trẻ em học sinh bị bệnh nền, có vấn đề về sức khỏe khi nhiễm bệnh, rà soát quy định về thời gian cách ly tại nhà đối với trẻ em học sinh là F1, đảm bảo phù hợp. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tổ chức củng cố, kiện toàn các phương thức dạy học trực tuyến qua truyền hình như một thành tố quan trọng trong thực hiện đổi mới giáo dục với mục đích lâu dài trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thường xuyên cập nhật đầy đủ kịp thời thông tin, quy định và thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo thống nhất trên toàn quốc việc mở cửa trường học trở lại trên nguyên tắc thích ứng an toàn, hiệu quả trong bối cảnh dịch còn kéo dài. Thực hiện kế hoạch từ trước, ngay trong sáng nay, các trường tiểu học ở vùng dịch 123 của thành phố Đà Nẵng đã bắt đầu mở cửa đón học sinh. Công tác phòng chống dịch được đặt lên hàng đầu, bảo đảm an toàn cho học sinh và tạo sự yên tâm cho phụ huynh khi đưa con đến trường. Riêng bậc mầm non chỉ có quận Thanh Khê và Sơn Trà đón trẻ đi học. 6 quận huyện còn lại dự kiến sẽ mở lại vào đầu tháng 3 tới. Dù thời tiết khá lạnh và dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, thế nhưng đầu giờ sáng nay, phần lớn phụ huynh ở thành phố Đà Nẵng vẫn đưa con đến trường học trực tiếp. Trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, động thái đưa con đến trường tiếp tục học trực tiếp được xem là sự thay đổi lớn trong quan điểm của phụ huynh so với trước đó. Dịch bệnh thì bây giờ là tình hình chung rồi, còn mà bây giờ nếu mà không đi học thì không biết tới khi nào mà để đi học lại được. Thì bây giờ nếu như mà trường hợp mà quan trọng là nhà trường là phối hợp với lại các phụ huynh, là các em học sinh là phối hợp sao cho mà khống chế được cái dịch bệnh cho nó tốt, thì các cháu nó sẽ bị ảnh hưởng, là không bị ảnh hưởng. Nhưng mà nếu như mà các cháu mà ở trường mà bị dịch
thì lúc đó là cũng phải về gia đình, là gia đình phải cùng phải tự cách ly. Thống kê từ các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, tỷ lệ học sinh được phụ huynh đưa đến trường học trực tiếp hôm nay khá cao. Riêng lớp 1, bậc học chuyển tiếp từ mầm non, có trường đạt tỷ lệ 60%, thậm chí là 80%. Đến thời điểm này thì khối lớp 1 là học sinh đi đông hơn. Và sáng nay thì tỷ lệ học sinh lớp 1 lại cao nhất so với các khối khác. Chắc là các em cũng rất là háo hức đến trường. Sáng nay là trên toàn trường đi được 52%. Như vậy đây là một con số cũng rất là khả quan cho cái ngày đầu đi học. Hiện nay lớp 1 đang đi với tỷ lệ cao nhất là 60% và lớp thấp nhất hiện nay là 40%. Khi tổ chức dạy học trực tiếp, việc an toàn cho học sinh luôn được các trường đặt lên hàng đầu. Trong đó, các kịch bản xử lý tình huống nếu phát hiện F0 sẽ được các trường kích hoạt nhanh chóng ở phạm vi nhỏ nhất. Chúng tôi đã phân luồng, phân tuyến, phân công thầy cô phụ trách để mà dẫn dắt các em học sinh, tổ chức cái việc dọn vệ sinh, tổng dọn khử khuẩn tất cả các phòng học, các phòng chức năng, phòng bộ môn và vân vân. Và bên cạnh đó thì cái phòng y tế cũng như là phòng cách ly thì rất là được chú ý. Và chúng tôi cũng đã sẵn sàng các kịch bản nếu như có học sinh cũng như là giáo viên có trường hợp bị F0 hoặc F1. Trong tuần đầu tiên đi học, các trường chưa tổ chức dạy học bán trú mà chỉ dạy một buổi một ngày để học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, tạo không khí vui tươi hứng khởi cho các em sau thời gian dài ở nhà học online. Riêng đối với những trường hợp đang là F0, F1 với COVID-19, nhà trường linh động dạy học trực tuyến hoặc in tài liệu bài giảng gửi về nhà cho từng em ôn tập. Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo phòng chống dịch và phục hồi kinh tế thành phố Hồ Chí Minh vừa diễn ra cách đây ít phút, Ủy ban nhân dân quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh cho biết sáng nay, quận này đã phong tỏa chung cư 8991 đường Nguyễn Du sau khi phát hiện chùm ca nhiễm COVID-19 với 25 ca F0 thuộc 15 hộ gia đình trên tổng số 65 hộ dân sinh sống tại chung cư này. Tuy nhiên đến trưa nay, trạm y tế phường xác định dịch cơ bản đã được kiểm soát. Để cách ly ở diện hẹp nhất, phường đã ban hành thông báo kết thúc thời gian tạm thời phong tỏa tại khu vực dân cư này. Đại diện của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng đã khẳng định việc tạm thời phong tỏa để điều tra truy vết khoanh vùng là đúng tinh thần của quyết định 218 mà Bộ Y tế ban hành về việc hướng dẫn thực hiện nghị quyết 128. Sau khi làm xong, quận đã giải tỏa để người dân có thể hoạt động trở lại bình thường và linh hoạt. Việc một số người hoang mang rằng có thể trở về thời kỳ trước đây, tức là khi có ca bệnh thì trong bán kính 100m phải giăng dây là hoàn toàn không có. Cũng tại cuộc họp lần này, lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp đã thông tin về tình hình phòng chống dịch và chùm ca bệnh mới phát hiện tại một tu viện nằm trên đường Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp. Sau khi phát hiện một học sinh trường trung học cơ sở An Nhơn có triệu chứng nghi ngờ và phát hiện dương tính, ngành y tế địa phương đã tiến hành xét nghiệm theo quy định và đã phát hiện 54 F0, trong đó có một tu sĩ sinh năm 1990 làm nhiệm vụ quản lý trực tiếp học sinh lưu trú tại tu viện này. Ngành y tế cũng đã hướng dẫn tu viện để 54 F0 này cách ly tại chỗ và phát gói thuốc A để thực hiện theo phác đồ điều trị của ngành y tế địa phương.